Mến chào cô chú và anh chị trở lại với kênh Bông Trang An Giang. Hôm nay cũng một buổi chiều mát, thì Bông Trang An Giang cũng làm một cái clip nhỏ nhỏ để chia sẻ và giao lưu đến cô chú anh chị một số loại cây bông trang đẹp và đang hot trên thị trường. Trước khi đi vào chủ đề thì cũng chúc cô chú anh chị mình có một ngày thật là bình an, yên lành, dồi dào sức khỏe, gặp được nhiều điều may mắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống, không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình. Vô cái mã số 1, đó là một cây đỏ kép Ngọc Châu. Cây này là dòng đột biến từ trang sen Nhật đó, đột biến ra cái lá chung đó. Trong cái dòng kép thì đỏ kép là nó đẹp nhất nha cô chú anh chị. Cánh bông nó tới 4-5 cánh lận đó, 4-5 cánh bông lận. Cây này được là 1, 2, 3, 5 tược và 2 tược trên, nó là 7 tược. Tổng cộng cây này là 7 tược. Cây này là phân tàn rất tròn và đẹp luôn, cây thì rất là sung. 7 tược, cây này mình làm giống là quá ok luôn rồi. Đỏ kép Ngọc Châu, đọt đỏ, cái đọt nó đọt rất là đỏ luôn, lá rất là đẹp. Cho mình cho cô chú anh chị xem cái bông nó nè anh chị đó. Bông nó 4 lần lên lớp bông rồi, gần như cái bông sen, cô thấy không, rất là đẹp luôn. Nó quá phê cái bông cây đọt kép luôn. Thời điểm này mình mua mấy cây này về mình làm giống thì quá ok luôn à cô chú anh chị ơi, rất là đẹp, cái bông nó rất đẹp luôn. Rồi cái cây này để mình đo thông số chiều cao cho cô chú anh chị mình xem rồi, nó cao là bao nhiêu. Rồi cây này là chiều cao là khoảng gần 40 nè cô chú anh chị, cao 40 nè đó, chiều cao 40 đó, thì có 7, tổng cộng là 7 thược đó, với thược nhỏ với dít đó nè, với gốc đó nè. Rồi cây này 8 thược. Cây này mình giao lưu đến cô chú anh chị mình là 300k, mình bao phí ship. Mã số 1 đỏ kép Ngọc Châu. Rồi mã số 2 cũng là một cây đỏ kép Ngọc Châu luôn. Cây này cũng tương tự giống như cây nãy, 1, 2, 3, 4, 5 thược và 2 thược trên, nữa là tổng cộng 7 thược luôn. Cây thì rất là sung, phân tàn tròn đẹp. Rồi chiều cao cho cô chú anh chị mình xem, chiều cao cây này chắc cũng có 40 nữa cô chú anh chị, gần 40, 7 tược. Rồi cây này đang có cái những cái búp bông, cô chú anh chị mua cây này về nó phải có bông chơi nè. Đó, đang có những cái búp bông. Rồi, cây đỏ kép Ngọc Châu này mã số 2 đó là 300k luôn. Cô chú anh chị nào có lấy một cặp thì mình để 500k thôi, còn cây lẻ thì 300k. Hai cây này thì phân tàn rất là tròn, rất là đẹp luôn nè anh chị, đỏ kép Ngọc Châu. Rồi mã số 3 đó là một cái combo giống cô chú anh chị ơi, lên cho cô chú anh chị mình 4 cây tím sen Vĩnh Châu. Cây này cây giống 4 cây đó, 4 cây gì đó. Cây thì lên 2-3 tược chân rồi, đang có những cái búp bông, cây rất là sung à, búp bông nó lá rất là mướt, cây này sung hết rồi. 4 cây gì là mình giao lưu đến cô chú anh chị mình đó là 250k, mình bao phí ship 4 cây Vĩnh Châu. Cây rất là sung luôn, chú anh chị yên tâm là rễ rất là chùm luôn. Rồi mã số 3 xuống cây. Rồi mã số 4 cũng lên cái giống, cây giống luôn cô chú anh chị ơi. Cây này là cây lên cho cô chú anh chị mình một cặp Mỹ vàng son, Mỹ vàng mà gọi là Mỹ vàng son, cái đọt nó đỏ nha cô chú anh chị. Đây Mỹ vàng son đây. Đó, cây rất là sung, nên đo chiều cao cho cô chú anh chị mình xem. Cây này chiều cao khoảng 27-28 này cô chị. Cây này chiều cao khoảng 25. Rồi cặp Mỹ vàng son này là 200k, mình bao phí ship cho cô chú anh chị mình Mỹ vàng son. Tiếp theo là một cặp vàng son Cần Thơ. Vàng son Cần Thơ này cô chú chị, cây rất là sung nè. Đây làm từ đọt riêng, cây rất là sung, da chậu C6 lâu rồi, anh chị mình yên tâm cái đọt của nó nè, cây rất là mập luôn.
Bình Xuyên, Cần Thơ. Nó là mã số 4. Mã số 1, số 2, số 3, số 4, mã số 5 nha cô chú chị. Mã số 5. Mã số 5 chiều cao này khoảng 20, 21, 22 vậy nè. Rồi, cái này cao thì cũng khoảng 18, 19 nha cô chị ơi. Rồi, hai cây bằng son này là 150k, mình bao cái xếp luôn. Số 5. Theo, mã số 6. Số 6 thì một cặp đỏ kép luôn. Cặp đỏ kép Ngọc Châu. Đó, cây này một cốt. Cây này thấp căng cao, cây này có 3 cái tược. Cây mình nuôi rất là sung nha, cô chú chị. Cao 20. Cao 20 luôn. Đó, cặp đỏ kép Ngọc Châu. Đó. Cây rất là sung. Rồi. Số 6 cặp đỏ kép Ngọc Châu này giao lưu đến cô chú anh chị mình 300k mình bao cái xếp luôn. Cây rất là sung. Ngọc đỏ. Đó. Đó rất là sung luôn. 300k. Số 6. Rồi, mã số 7. Đó là cặp Phụng Hoàng Ở luôn. Lên cặp luôn cô chú chị ơi. Cặp luôn. Phụng Hoàng Ở. Cây ở chung cây này có 2, 4, 6 thuộc về cái thuộc chủ. 2, cây này 4, 6 thuộc, 2 thuộc nhỏ trong đây nó 6 thuộc về cái thuộc chủ. Ở dưới đây tược cô chú chị nào cũng cắt làm giống thì chưa làm giống, còn không mình cắt lên cho nó có thấp căng. Mã số 7, cây này cao khoảng 55. Cây này cao cũng có 51, 52. Cây cao 55, cây cao 51, 52. Cũng hoàng lửa. Màu đỏ rất là thuần khiết, rất là đẹp. Số 7. Cây thì rất là sung, đi đọc tục ngon cho nên rất là sung. Rồi, mà số 7 này giao lưu đến cô chú anh chị mình 360k, mình bao phải xếp luôn. 360k cũng mở. Mà số 7. Rồi, mã số 8 đó là một cặp vàng chân tím. Vàng chân tím thì cô chú anh chị cũng biết cái giá trị của cây vàng chân tím mà cô chú anh chị. Đó. Giống như vàng son nhưng mà cái đọt nó là đọt tím nè. Cái bông nó là có chân tím, rất là đẹp. Đây nữa mình đưa cái bông lên cho cô chú anh chị mình tham khảo cái dòng này. Đó. Cây rất là sung. Cây mình nuôi cái phân bò với phân hữu cơ được rất là nhiều nè cô chú anh chị. Chị cứ yên tâm. Cây nó phát triển rất là phát triển luôn. Vàng chân tím, mã số 8. Mã số 8 này thì cây này cao khoảng 26, 27 gì đó. Cây này cao khoảng 20. Rồi, cặp vàng chân tím này là 300k mình bao phí ship cho chú anh chị. Vàng chân tím. Số 8. Rồi, mã số 9. Một cặp đỏ nhung đột biến cam thạch. Đỏ nhung đột biến cam thạch. Cây rất là sung. Rồi, để mình đo thông số cho. Cây này chiều cao khoảng 45, 46, 47 gì đó cô chú anh chị. Cây này chiều cao khoảng 5 mấy luôn nè. Cây này đưa cho 2 tược. Cây này có 1 tược. Rồi, cặp này 300k mình bao phí ship luôn cho cô chú anh chị mình, nội dung đột biến cẩm thạch. Mã số 9. Rồi, lên cặp đỏ nhung đột biến cẩm thạch luôn. Mã số 10. Đây, mã số 10. Đỏ nhung đột biến cẩm thạch luôn. Cây này cao không? Hai cây này cao không? Cây này cao khoảng 56, 55, 56 vậy nè. Cây này cao cũng có 50 mấy đó, tại cái đạo có sụ xuống.
Cái này có 3 ống tược rồi nè. Rồi, cặp này 300k mình bao với sếp luôn. Mã số 10. Rồi. Mã số 11. Là một cây phụng bằng lửa. Đó. Cây này sung lắm cô chú chị. Như cái tược này. Rất là sung luôn. Đây, đó sung. Đi phần hữu cơ gì mà không sung thì được. Số 11. Mình đo thông số cho cô chú anh chị mình xem. Rồi. Chiều cao khoảng gần 60, 57, 58, 59 nè cô chú anh chị. Gần 60. Có 2 4 5 tược. Đó, trên đây tược 6 tược rồi. Đây tược 7 tược, tược nhỏ nè. Đó. Đây cái tược đó nè. Vừa mình cắt vừa làm giống. Còn mình cắt cái này mình bỏ mình chừa thóc ăn lên. Tặng ngang cây này thì khoảng 40. Vụn quần lửa. Cái vành dốc nó thì có khoảng bằng cái đầu viết mình nè. Rồi cây này 250k mình bao phí ship cho cô chú anh chị mình. Số 11. Tặng nó gì đó. 250k. Rồi, mã số 12. Đó là một cây phụng quang giang. Đây là cái dòng đột biến mới nè cô chú chị, rất là hot trên thị trường. Đó, được rất là nhiều anh em đang tìm kiếm và đang sưu tầm cái dòng phụng quang vàng này. Để mình giới thiệu sơ qua cho cô chú chị mình nắm cái loại phụng quang vàng này. Phụng quang vàng này là một cây loại đột biến từ trang lá nhỏ ra trang lá lớn. Đó. Đặc biệt là cánh bông nó dũng, nó có rất là nhiều điểm nhấn để mà rất là đẹp, bởi vì nhiều anh em ta đang sưu tầm đó. Một là cánh bông dũng, hai là cánh bông nó có chạy chỉ đó, chạy chỉ màu sọc đỏ trong phía trong viền đó. Ba nữa là cánh bông nó xếp chồng lên nhau đó, rất là hài hòa, rất là đẹp đó. Thứ ba điểm nhấn nữa là nó một màu vàng chanh đó, rất là sáng đó. Thứ tư cái điểm nhấn của nó nữa là nó 5 cánh đến 6 cánh đó, cái bông nào sung sung là có 6 cánh, do cái bông cây này thì còn nhỏ nên nó chỉ có 5 cánh à, 5 cánh 4 cánh và tỷ lệ 5 cánh rất là nhiều đó, các anh chị thấy nè, 1 2 5 cánh nè, bên đây 5 cánh nè. Đó, 5 cánh nè. Đó. Trên giữa 5 cánh nè, đó. Hai cái bông này 4 cánh nè, đó, bên đây 5 cánh nè. Đó, tỷ lệ bông 5 cánh nó rất là nhiều, đó. Rất là đẹp. Thì cái bông vàng pháp thì không có loại nghe con gì đẹp không loại bông này đâu đó. Lá thì rất là cứng cáp, rất là đẹp. Đây là cái búp bông, bông nó rất là bự luôn, búp bông rất là bự luôn nè. Khi là thấy sọc chạy đỏ đỏ rồi, thấy không, rất là đẹp. Nó cây này thì được là 2 2 4 6 7 tược, cái tược này nó là 8 tược đó, tổng cộng cái này là 8 tược đó. Đo thông số chiều cao cho cô chú chị mình xem, chiều cao nó trong cỡ 30 à, tán ngang nó là khoảng 30 15, cũng bằng vàng. Cái này giao lưu đến cô chú chị mình là 700k mình bao phí ship nó. Cái dòng này nó mới nên rất là hiếm luôn nha con chị đó. Con chú chị là thời điểm này mình mua về mình nhân giống mình sưu tầm thì rất là hợp lý nha. Đây cây gửi ra gì nè, rất là sung luôn. 700k cho một cây phụng bằng vàng. Rồi cây số 2 cũng là một cây phụng bằng vàng luôn đó. Cây này được 2 4 5 tược đó. Mình coi là cái búp tụ ở trong nè đó. Nó dúng dúng cái lá là gì này, chuẩn bị có bông đó, cô chú chị. Phụng bằng vàng cây số 2 em giới thiệu rồi, cái này mình nói sơ qua thôi. Cái này chiều cao cũng 3 mấy nè, tán ngang chắc cũng cỡ 30 đó. Phụng bằng vàng, một cốt có thóc thăng nè đó. Cái này cũng giao lưu đến cô chú anh chị mình 700k luôn, bao phí ship. Phụng bằng vàng rồi. Có cây giống này cô anh chị, cây giống này thì 150k một cây. Cây giống này chị là cũng sẽ tầm cây giống, thì lấy cây giống gì mà làm giống.
150k một cây thôi cô chú anh chị. Mã số 12, mã số 13. Mã số cây có bông là mã số 12 cô chú anh chị, mã số cây không bông là cây số 13. Không quên nói cái mã số. Rồi. Mã số cuối cùng mã số 14 luôn. Cây tím sen Vĩnh Châu đang có hoa luôn. Hoa rất là đẹp luôn nè. Đó. 14. Rồi, cây này cao khoảng 40. Mình cao khoảng 35. Rồi. Cái tím sen Vĩnh Châu này giao lô đến cô chú anh chị 150k mình bao phí ship luôn. Đó. Rồi, mã số 15 là cái tím sen Vĩnh Châu. Rồi, mã số 16 cũng là tím sen Vĩnh Châu luôn nè cô chú anh chị. Cây này cây lớn nha cô chú anh chị. Đó, cây lớn. Cái hoành nãy mình đo trước rồi là 5.5 cô chú anh chị. Hoành gốc nè. 5.5. Đó. Một cốt thấp phân thẳng qua đây nè. Đó, thấp phân nó lên khoảng 50, tấm bóng tàn nè. Đó. Chiều cao cây này chắc khoảng có hơn mét. Đó, có mét cả mét 1 ạ. À. Không tới mét 1, chắc mét 0.5 quá. Tán ngang của nó thì khoảng tán ngang nó thì chắc có khoảng 50 anh chị. Đó. Cây này là được trồng trong cái bộ ôm á anh chị, rồi hốt vô cái chậu này nè, nó giao lưu đến cô chú anh chị mình. Nó cũng như thần chậu vậy đó chứ không phải là cây bấn dưới đất bấn lên. Rồi. Cây mã 15 này giao lưu đến cô chú anh chị mình là 700k mình bao phí ship tiếp trên Vĩnh Châu. Rồi mã số 16, cây này thì nhỏ hơn. Cây này thì hoành nó là 4.5. Nó có bộ đế nè. 4.5 cũng giống vậy đó, ở trong bộ ôm hốt ra cái gì. Cây này chắc thấp hơn. Cây này chiều cao thì khoảng 80. Thoát khăn cây này thì khoảng 3 mấy à. 38 39 nè, thoát khăn nó lên cái đóng bóng tàn á. 38 39 nè. Cây này tán ngang thì khoảng 45. Đó, cây này 600k mình bao phí ship. Đó. Rồi, mã tím sen Vĩnh Châu này là mã số cũng là mã số cuối luôn nha cô chú anh chị. Mã số 16 gì đó, mã số cuối luôn. Trước khi kết thúc clip này, kênh Phong Trang Giang cũng gửi lời chúc đến cô chú anh chị mình có một ngày thật là bình an, yên lành, dồi dào sức khỏe, gặp được nhiều điều may mắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào.